trả lời tạp chí Telit EA, ông Huệ cho biết, tập đoàn BMW đồng ý cho VinFast mua bản quyền sở hữu trí tuệ và các phương pháp công nghệ để sản xuất. Vì họ hiểu được năng lực, quyết tâm, tinh thần của đội ngũ VinFast đầu tư rất lớn, VinFast muốn mọi thứ đều ở mức độ tốt nhất. Quý 3 năm nay, Vingroup sẽ ra mắt xe máy điện, mùa thu sang năm ra hai dòng xe hơi cao cấp với một tốc độ thực sự mãnh liệt. Với riêng doanh nhân Võ Quang Huệ, câu chuyện về giấc mơ ô tô thương hiệu Việt đã gắn liền với những ngã rẽ của cuộc đời ông, như những nỗ lực không ngừng nghỉ cho sự phát triển của đất nước, cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Cựu lãnh đạo của Boss cho hay ông từng nghĩ sẽ gắn bó với Boss đến ngày về hưu, cũng không nghĩ ở tuổi này có thể khởi sự lại một lần nữa. Nhưng khi gặp tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông thực sự đã rất bất ngờ với đề án lập một hãng sản xuất ô tô mang thương hiệu Việt Nam. Ông Võ Quang Huệ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, tôi cảm nhận được ở anh Vượng tinh thần quyết liệt muốn làm đề án này, và quan trọng là nó chạm đúng giấc mơ thầm kín từ thời thanh niên. Mọi việc tiến hành rất nhanh, bắt đầu với những chuyến đi liên miên hết nước này sang nước khác, gặp gỡ các đối tác để đặt mối quan hệ. Ông nói, ảnh Facebook Phạm Nhật Vượng thuyết phục BMW bán bản quyền sở hữu trí tuệ và nhà thiết kế ý bán mẫu xe sedan và SUV trong một thời gian rất ngắn đã được VinFast triển khai thế nào để bảo đảm chất lượng, đức, giá thành Việt Nam. Ông Võ Quang Huệ, anh Vượng quyết liệt lắm, tận dụng tất cả mọi cơ hội để đề án này thành công. Tôi tham dự đoàn VinFast qua ý gặp gỡ, xúc tiến công việc, giao đề án thiết kế mẫu xe, tiếp xúc với những trung tâm công nghiệp châu Âu để kết nối họ triển khai nghiên cứu mẫu xe mới cho VinFast. Với BMW, tôi là người được tham dự cuộc họp đầu tiên, là một nhịp cầu cho quyết định tập đoàn mua bản quyền sáng chế của BMW. Sau này nghĩ lại, tôi cũng không tưởng tượng được làm thế nào mà bản thân bỗng nhiên trở nên nhanh nhẹn như thể thanh niên như vậy. Từng làm việc cho BMW 24-58 tháng, biết quy trình cần thiết để có được quyết định liên kết, có bản quyền sở hữu trí tuệ để phát triển sản xuất là rất khó. Không ngờ là với VinFast chúng tôi chỉ mất 5 tháng, thực sự là một tốc độ hỏa tốc, ngay người có hiểu biết về ngành ô tô họ cũng ngạc nhiên. Với tinh thần rất quyết liệt của tập đoàn và những đồng nghiệp rất sáng tạo ở VinFast, chính tôi cũng bất ngờ với thành công từng bước nhanh như vậy. Ông Võ Quang Huệ, thứ hai từ trái sang, 21 năm trước, khi còn làm việc ở BMW đã tham gia kết nối giữa BMW với doanh nghiệp ô tô Việt Nam. Bây giờ BMW đã là một trong những đối tác của Vingroup, nơi ông làm phó tổng giám đốc, giám sát dự án sản xuất ô tô VinFast. Ảnh TL, ông có tin VinFast sẽ giữ đúng cam kết của mình, một năm ra mắt xe máy điện, 2 năm ra ô tô sedan 5 chỗ, SUV 7 chỗ, 3 năm ra ô tô điện, với tỷ lệ nội địa hóa dần đạt 60%. Có nhiều người nghi vấn, nhưng thực tế 5 tháng vừa rồi cho thấy dự án VinFast thực sự đáng tin. Tốc độ và quyết định nhanh chính là điểm mạnh của Vingroup so với các tập đoàn khác. Sống trong Vingroup, tôi thấm thía văn hóa, mãi mãi tinh thần khởi nghiệp, với hành động quyết liệt, quyết tâm cao, tốc độ, cách làm như vậy, tôi được học hàng ngày, học tinh thần quyết liệt, học sự sáng tạo, với tiến độ thương thảo các hợp đồng hàng trăm triệu USD. Mong muốn của tôi không chỉ Vingroup, nhiều công ty Việt Nam khác đều giữ được tinh thần đó thì Việt Nam sẽ phát triển nhanh. Khởi sự một lần nữa ở tuổi này, ông có lo ngại về sức khỏe, về sự an yên? Khi mấy đứa con tôi hỏi, tôi nói hình như ba có một tình yêu mới con ơi. Bạn bè cũng thấy tôi trẻ ra. Hồi xưa ở bên Đức, tôi từng đọc câu chuyện về chiến tranh Việt Nam, có những thanh niên lấy thân mình làm cầu cho xe chạy qua, hình như tôi thấy đang sống trong tâm thế cống hiến như vậy, mãnh liệt, lạ lắm. Tôi mong sẽ giữ được sức khỏe vì còn rất nhiều việc phải làm. Mức độ và tốc độ làm việc này nếu bình thường sẽ rất stress, nhưng thực sự vì có niềm vui nên có thể lướt qua hết. Tôi có học khóa thiền, thông qua đề án này tôi lại càng hiểu bản thân hơn nữa. Sáng ra thức dậy sớm, hai vợ chồng ngồi thiền nửa tiếng,
đi bơi xong mới đi làm. Trong tinh thần ấy, tôi thấy con người sống kỷ luật với bản thân hơn, phát huy được sức mạnh vô hạn trong trí. Nào trong giai đoạn vừa động thổ, có người bạn đã từng hỏi ông sẽ làm việc cho VinFast được bao lâu? Tiếp xúc với những người dẫn đầu của VinFast, ông có bắt gặp được lý tưởng từng theo đuổi? Không đơn giản để trở thành người giàu nhất Việt Nam, phải có tố chất quyết liệt lắm. Tôi biết hầu như mỗi ngày anh ấy cũng làm việc từ sáng sớm và tới tối mịt. Anh Vượng là lãnh đạo của không giới hạn, luôn đẩy giới hạn của những người làm việc chung quanh anh ra xa. Hợp đồng vừa ký xong, anh thúc tiến độ tất cả nghệ thuật, trí tuệ, suy nghĩ, luôn luôn giúp đội ngũ phải luôn vượt giới hạn chính mình. Tôi cảm được điều đó ở anh, luôn đặt mình vào thử thách để làm sao nhanh hơn, tốt hơn, chất lượng hơn. Nhiều khi tôi ước phải chi còn trẻ hơn một chút thì tốt biết mấy, vì đề án này quá thú vị khiến mình muốn sống mãnh liệt với nó. Thiền mang lại cho ông lợi lạc thế nào để tìm nguồn năng lượng mới cho bản thân? Tháng 5 năm ngoái tôi tham dự khóa Thiền yên lặng, giúp bản thân nhận ra rằng cuộc sống là vô thường. Thấm được phút giây đó đã khác rồi. Hiểu giá trị của chữ vô thường để thấy mình chẳng là gì. Dự án động trời của anh Vượng cũng là duyên may với tôi. Biết bao nhiêu câu chuyện trên mạng tranh luận về điều này, đến giờ mới thấy đây là giấc mơ có thật. Điều thử thách cốt lõi với chúng tôi là phải mang đến một sản phẩm với kiểu dáng phù hợp con người Việt Nam, chất lượng, thuyết phục được người tiêu dùng. Đội ngũ VinFast rất ý thức chuẩn bị mọi việc, kể cả team quốc tế cũng nỗ lực cho việc này. Tập đoàn BMW đồng ý cho chúng tôi mua bản quyền sở hữu trí tuệ và các phương pháp công nghệ để sản xuất, vì họ hiểu được năng lực, quyết tâm, tinh thần của đội ngũ VinFast, cộng với giá trị phù hợp với sự ủng hộ tinh thần của người Việt Nam. Tôi tin câu chuyện ô tô thương hiệu Việt sẽ đạt được thành công. Đầu tư ở mức độ rất lớn, VinFast muốn mọi thứ đều ở mức độ tốt nhất. Ngay quý 3 năm nay, chúng tôi sẽ ra mắt xe máy điện, mùa thu sang năm ra hai dòng xe hơi cao cấp, một tốc độ mãnh liệt nhất có thể. PV, xin cảm ơn ông. Theo The Leader.